Tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2021 Tân Sửu, công việc tuổi Dốc, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Ngọ là những người rất năng động, nhiệt tình nhưng thiếu đi sự thực tế. Đôi khi, họ đặt ra quá nhiều mục tiêu mà không thể hoàn thành. Những người này thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống và không ngừng học hỏi, thu thập những kiến thức xung quanh. Họ thẳng thắn trong mọi vấn đề và ghét những con người giả tạo, lắm mưu, nhiều kế. Tuy nhiên, đôi khi họ gặp phải khó khăn trong công việc, lại trở nên ỷ lại, dựa dẫm, trông cậy vào người khác mà không tự mình giải quyết những rắc rối. Sang năm 2021, tuổi Canh Ngọ phạm phải hại thái tuế, vừa thoát khỏi xung thái tuế, nay lại bị kìm kẹp thái tuế. Vận mệnh trong năm Tân Sửu tuổi Canh Ngọ khá lận đận, lại có sao hung tinh chiếu mệnh, khiến tài vận trong năm bị phá hoại khủng khiếp. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Canh Ngọ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ những thông tin hữu ích nào. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Canh Ngọ trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021, người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 bước vào tuổi 31, gặp thái tuế nên bố cục tương hại, tổ hợp thực thần sinh tài. Nhìn chung năm 2021 sẽ có tranh chấp, công việc làm ăn không thuận lợi, lắm gian nan, trắc trở vì sống buông thả, nhưng lại có lợi cho việc mưu thị, vận may. Có lúc vì cố ý và ham muốn quá đà dẫn đến phá sản. Sức khỏe thì sẽ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa. Do thái tuế tương hại nên tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ gặp một số xui xẻo trong năm 2021. Những sai lầm trong sự nghiệp do sơ suất sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn và mang lại tổn thất lớn cho doanh nghiệp. Năm nay rất có thể vì nóng mà bị mất việc nên phải thận trọng giữ việc. Đồng thời cần chăm lo tiền bạc thật tốt. Chưa kể tiền bạc kiếm được bao nhiêu, chỉ ít cũng nên dành dụm được tiền. Trong năm, tuổi Canh Ngọ sẽ xa vào đào hoa tàn, thậm chí còn vướng vào tình cảm của người khác mà không hề hay biết. Khi chọn mục tiêu, bạn nên cẩn thận, đừng để bị lừa bởi những lời ngon ngọt của người khác. Ngoài ra, trong năm 2021, tuổi Canh Ngọ có thể có chuyện trong hôn nhân, bạn phải chú ý đề phòng, đừng để mình vướng vào sóng gió, đạo đức và dư luận. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ luôn cần mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Canh Ngọ sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Canh Ngọ qua tất cả các phương diện. Về sự nghiệp, nam tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 bị ảnh hưởng bởi thái tuế nên trở nên kiêu ngạo, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Ngay cả khi bạn đã ở trong một vòng xoáy nguy hiểm vẫn không tiếp thu những lời khuyên của người khác, cẩn thận bị giáng một đòn chí mạng. Năm nay tuy không bận rộn công việc nhưng bản mệnh vẫn lười biếng, thậm chí còn giở thủ đoạn cơ hội. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ bị sa thải. Thay vì ôm mộng viển vông hàng ngày thì tuổi Canh Ngọ nên an phận thủ thường. Còn đối với nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 thì điều dễ vấp phải trong công việc là hay mắc sai sót, bỏ qua vấn đề nhỏ, cần nỗ lực nhiều hơn và bớt cầu thả.
Ngoài ra, phụ nữ tuổi Canh Ngọ nên chú ý hơn đến mối quan hệ với đồng nghiệp, không nên bàn tán chuyện đúng sai của người khác sau lưng. Khi đồng nghiệp có tranh chấp thì cố gắng đừng xen vào. Bạn không nên thay đổi công việc trong năm nay. Yên tâm làm việc, vừa tay, tích cực nâng cao khả năng của mình. Dù công việc không suôn sẻ, cũng đừng có ý định chuyển việc. Hai năm phạm thái tuế cộng thêm tính cách của mình mà sự nghiệp tuổi Canh Ngọ sẽ đi tuột dốc không phanh. Bản mệnh nên sửa đổi lại tính cách của mình, đừng đặt cái tôi của mình lên cao quá, hãy nhún nhường để phát triển. Ngoài ra, để có thể hóa giải thái tuế thì tuổi Canh Ngọ hãy đeo thêm pháp khí bát bảo tâm kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Canh Ngọ năm 2021. Về mặt tài lộc, về tài lộc của nam tuổi Canh Ngọ có thu nhập tương đối thấp, tài chính không ổn định, cao thấp, có khi mất trắng. Nhưng nếu chăm chỉ làm ăn, chắc chắn sẽ thu được gì đó. Rõ ràng là bạn không có kỹ năng gì tuyệt vời, nhưng vẫn muốn làm giàu trong một sớm, một chiều, kết quả chắc chắn sẽ khiến bạn thất vọng. Ngoài ra, trong năm 2021, bạn sẽ phải kiềm chế ham muốn mua sắm như đồng hồ xa xỉ, quần áo, xe hơi đắt tiền và các sản phẩm điện tử. Đừng vướng vào những thứ này nếu không muốn sớm muộn gì cũng phá hỏng sự giàu có của mình. Vận trình tài lộc của nữ Canh Ngọ sinh năm 1990 trong năm 2021 cũng không được tốt. Do công việc không như ý nên tài lộc bị hao hụt, tiền thưởng, tiền lương cũng giảm đi rất nhiều. May mắn là họ không tiêu xài hoang phí, cơ bản có thể đáp ứng đủ chi tiêu hàng ngày. Đối với những bạn nữ thích đầu tư vào tài chính thì bạn phải thận trọng trong năm nay, vì vận tài chính cá nhân của bạn không được tốt, rất có thể sẽ bị hao hụt nhiều của cải do đầu tư sai cách. Nếu bạn muốn cải thiện túi tiền, cách tốt nhất là làm việc chăm chỉ hoặc làm một số công việc bán thời gian trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng khi tìm việc làm thêm, đừng quá tin tưởng vào người khác. Công việc, đầu tư và kinh doanh không ổn định do phạm phải thái tuế, cộng thêm tiền tài hao hụt do dịch bệnh. Mọi thứ về tiền bạc đều dần đi xuống, thậm chí còn dần mất trắng, tán ra bại sản. Để có thể kích tài lộc và tăng may mắn thì tuổi Canh Ngọ hãy mang theo bên mình bát bảo tâm kinh. Sức mạnh của pháp khí bát bảo tâm kinh sẽ tăng phúc, cải mệnh và tăng cường vận khí cho bản mệnh. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Về mặt tình cảm, về phương diện tình cảm, nam mạng sẽ gặp nhiều cám dỗ, dễ phản bội vợ. Nếu để người khác giới tán tỉnh, bạn phải cẩn thận, đừng nghĩ rằng mình rất hấp dẫn. Thực tế thì người ta đến bên cạnh bạn chỉ vì tiền hoặc quyền. Ngoài ra, dù có gặp phải cái gọi là chân ái, thì cũng phải chấm dứt ngay ý đồ xấu này. Dù sao thì bạn cũng đã có gia đình. Còn đối với các bạn độc thân, vì đã lớn tuổi, áp lực từ bố mẹ khá nhiều nên bạn đang loay hoay tìm cách thoát ế. Còn về phần tình cảm của nữ tuổi Canh Ngọ, năm nay tương đối cập ghềnh. Đối với những người đang yêu sẽ gặp phải một số vấn đề như quà cưới và của hồi môn, những xung đột và bất đồng về khoảng cách với ai đang yêu xa. Nếu không xử lý tốt, bạn có thể phải đối mặt với chia tay. Đây là một đòn rất nặng đối với nữ tuổi Ngọ. Suy cho cùng, bạn phải trả giá rất nhiều trong mối quan hệ này và không muốn chia tay, rơi vào tình thế khó xử. Người đã có gia đình và chồng có vận tình cảm không tốt, dù mới kết hôn nhưng tình yêu đã dần phai nhạt, bạn cảm thấy chán nản với hôn nhân. Trong năm 2021, có thể về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn, dù bạn là người độc thân hay là người đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm nay. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng trong năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, đề phòng các bệnh về tim, não, máu hay đường tiêu hóa không thích hợp với những chuyện rắc rối. Nếu bạn có bệnh cũ từ lâu, hãy mang theo thuốc phòng thân. Khi bạn đi ra ngoài và đi bộ, hãy cẩn thận vì rất dễ bị ngã hoặc đập chân. Đồng thời, nếu đi du lịch, nên chọn những danh lam, thắng cảnh có nhiều người qua lại.
Tốt nhất không nên đi biển, sâu trong núi vì có điểm đổ máu. Ngoài nữ tuổi Canh Ngọ nên chú ý nhiều hơn, nhất là những người mới sinh con, có thể mắc một số bệnh do chưa hoàn toàn bình phục hoặc có thể gặp tai ách như đau lưng. Khi có thể xảy ra hiện tượng này, bạn phải đi khám và điều trị kịp thời. Tập thể dục thường xuyên trong sinh hoạt, nâng cao sức đề kháng, chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không nên quá cố sức. Bổ sung thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đã thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.